Chiều mùng 1 tháng 5 năm 2024, dòng người từ khắp các nơi trở lại các thành phố lớn để học tập, làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Năm nay do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên các gia đình có thể chủ động nhiều hơn trong việc sắp xếp thời gian quay trở lại thủ đô. Mặc dù lưu lượng giao thông quay trở lại thủ đô vào ngày cuối dịp nghỉ lễ không có sự đột biến như mọi năm. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội chủ động phân công, điều động cán bộ chiến sĩ bám sát tuyến đường, những điểm giao thông hay xảy ra xung đột để có thể kịp thời giải quyết ùn tắc, đảm bảo cho người dân quay trở lại Hà Nội thuận tiện nhất. 17 giờ 30 phút theo ghi nhận của phóng viên tạp chí Môi trường Xây dựng, cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội, khu vực ngã tư đường Đại lộ Thăng Long giao với đường Khuất Duy Tiến hướng vào trung tâm thành phố, thuộc địa phận quản lý của đội cảnh sát giao thông số 6 công an thành phố Hà Nội. Các phương tiện di chuyển rất dễ dàng, không xuất hiện điểm ùn suốt dọc tuyến đường. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho ngày cuối nghỉ lễ thì lực lượng chức năng chúng tôi, đặc biệt đội cảnh sát giao thông 6 đã bố trí 100% ứng trực và bố trí trên tất cả các tuyến đường, các chốt trọng điểm có khả năng gây ùn ứ để xử lý tất cả các tình huống đột xuất để đảm bảo an toàn trật tự giao thông cho người tham gia giao thông quay trở lại thủ đô một cách thuận lợi nhất. Cũng theo thông tin từ Bộ Công an, trong 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2024, toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông làm chết 138 người, bị thương 285 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, tai nạn giao thông đã giảm 9,16% số vụ, giảm 32,35% số người chết, giảm 1,38% số người bị thương. Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện xử lý 78.254 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 171 tỷ đồng, tạm giữ 748 xe ô tô, 29.325 xe mô tô, 584 phương tiện khác, tước 15.327 giấy phép lái xe các loại. Ngày mai mùng 2 tháng 5 năm 2024, các cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước trở lại hoạt động bình thường. Một kỳ nghỉ lễ kéo dài, di chuyển thuận lợi sẽ giúp cho người dân có một tâm thế thoải mái để tiếp tục trở lại với công việc của mình.